Và chúng ta sẽ cùng đến với trận chung kết. Đâu một được đấy chứ sao nữa mọi người. Anh em like xem mạnh mẽ nữa cho chim sẻ cũng được không ạ? Đó, đây là trận chung kết trong thế đấu thứ ba rồi. Màn hình máy của cây thủ nó bột. Cảm ơn Phan Tiếng Anh đã gửi tặng chim sẻ 20 sao. Kèo này dễ quá. Vâng, đâu bột đánh hay chứ mọi người. Phải đơn giản đâu. Vâng, đâu bột đánh cái thế mà ví dụ solo trần lực thì không ăn được. Nhưng mà nếu như anh đánh được thế con cá lăng quăng thì rất là hay. Đó, quay trở lại với máy của nó một thông dị vị viên kia có vẻ sai đâu đó cũng có thể là cũng có thể là dịch nhầm. Đang bảo là đánh thủ nhà đi rồi dịch thành tất tay lên đấy là ví dụ vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là không có chuyện đấy đâu. Vâng, 14 trên 20 là tham lai tới được cái thủ nó một trong trận đấu này. Có một cánh rừng, đây là cánh rừng dừa. Vâng, màn máy của cái thủ chim sẻ. 16 trên 20 là tham lai tới được sẻ. Ô, bài đấu này của sẻ có vẻ như là không. Ơ, vẫn mắc binh dành cho sẻ thôi. Cẩn thận đừng để sư tử nó cắn thế dân. Vâng, bắt đầu đi đập lô tới được cái thủ chim sẻ rồi. Căng. Vâng, 8-5-10 dành cho chim sẻ. Bài này thì xấu rồi. Vâng, bài này thì xấu dành cho sẻ rồi. Đây bàn máy của cái thủ robot. Bài robot cũng không quá đẹp. Đôi voi đưa về với chiếc BS, một voi được đưa về với nhà chính. Một điều rất tuyệt vời này cái thủ robot trong ngày hôm nay đó là robot câu voi thì không bị chết dần. Rogan, Alamaz, Rogan, Alamaz.
Solmus. Rogan? Hilari? Malamaz. Rogan? Holmes. Malamaz. I Solmus. Donna. Rogan? Malamaz. Silk on top. Solmus. Malamaz. Vâng, 28 dân dành cho kỹ thủ nó 1 và kích ở 11 1x, còn này là máy của kỹ thủ chim sẻ. 27 dân, bài bắt đầu lòng hoàng rồi. Vâng, 50A dành cho game thủ chim sẻ trong trận này, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, tận cùng đoạn đầu tiên thì có game thủ chim sẻ tiến như vũ và điểm số rất cao. Đây là máy của game thủ đã bột thắm lại là 32/36. Trận đấu ở nhà của đầu 1 đánh tại nhà nhà cũng tương đối rách nát đây. Tân cù đầu tiên của game thủ Cam Quýt, đầu 1 thì đánh 4A thôi. Rồi, cái đấu trường này thì có vẻ như đầu 1 gặp chủ lực cũng không quá yên tâm dành cho các fan của Liên Quân. Một tân đi quân, vâng, như vậy là Quýt đã quay trở lại rồi, cấu được nửa tân cung đờ của game thủ, nửa con cung đờ của game thủ Cam Quýt. Vâng, quay trở lại với máy của game thủ ở chim sẻ, pha vé rất tốt của sẻ đấy rồi. Cam Quýt ngủ đi em ơi, ở nhà thì Quýt vâng sẻ cũng đang bị chơi vào bán hoàng. Đấu quân nào, vâng, đây là nhà của đây là tiếng như vũ đảo. Vâng, đây rồi, pha vé tốt, một tình huống phải vâng, đậm chất nghệ thuật của game thủ chim sẻ đáng một cái ăn được rất nhiều gần của game thủ Cam Quýt. Vâng, về lý thuyết là đúng là đang sẻ đang thi đấu tốt, tuy nhiên rằng đây là sẻ, chính vì thế mà sẻ cần phải thi đấu tốt hơn nữa, tức là làm thế nào đó để khiến cho game thủ tiếng như vũ cũng phải bay luôn thì nó bột mới có thể cầm, vâng, mới có thể cầm được chủ lực trong trận này. Chứ để nếu như mà nó bột bình thường thì nghe vẻ cũng chưa biết đâu một lần cả. Tham lai 53/56 dành cho game thủ nó bột vẫn đang đấu quần với game thủ Cam Quýt. Cẩn thận tiên nhiệm vụ thì thua tất tạt. Đây máy của sẻ tham lai 44/48, số lượng quân của sẻ vẫn đang ở đông hơn. Ở nhà thì vẫn đang bị một tân cung đời của game thủ tiên nhiệm vụ công vào. Và đây thì huống vậy của game thủ chim sẻ. Đầu một bắn luôn. Thắng lại là 37/48 dành cho game thủ chim sẻ, nhưng khiến cho game thủ Cam Quýt cực kỳ yếu trong trận đấu này rồi. Vâng, Quýt gần như là không còn cung đờ nữa. Điều quan trọng đó là đầu 1 liệu cân được bản đồ hay không. Đây là đầu 1 thắng lại 55/72. Tiến nhiệm vụ bắt đầu có cung đờ chuẩn bị vào nhà của đầu 1 nhá. Vâng, vẫn như tình huống phải rất tốt của game thủ đầu 1. Rồi, Quýt như vậy là đã yếu lắm rồi.
Vâng, và như vậy là Tham Lai vẫn cân, nhưng mà Tiến Như Phú đang ngồi thẳng giữa ruộng chính của N1 trong trận đấu này. Vâng, pha vẽ tốt của N1. Thế nhưng mà như tôi đã nói, vâng, N1 nó có một lực rất yếu, và như vậy là Tiến Như Vũ hoàn toàn cân cả đôi. Ở thời điểm này thì tôi tin chắc rằng là Tiến Như Vũ đã có Tham Lai bằng tổng hai nhà của thành viên bên phía team Liên Quân cộng lại. Vâng, luộc thêm được 4 cung R nữa của Cam Quýt. Ăn thêm được một xin lỗi em 4 giật của Cam Quýt, một cung R nữa. Nhưng chúng ta chưa làm gì được Tiễn Như Vũ cả. Ui chà, không có ổn rồi. Tầm 1 Tham Lai 58. Và đây là máy của game thủ chim sẻ Tham Lai là 31. Sẻ yếu lắm rồi. Bây giờ thì sẻ phải cố gắng hồi lại một tên cơ. Chứ còn nếu như mà để cho N1 cầm chủ lực với Tiến Như Vũ, chắc là nó thua, bởi vì Tiến Như Vũ nó khỏe hơn N1 quá nhiều. N1 Tham Lai là 70, Tiến Như Vũ rơi tầm khoảng một lóp, cũng có thể là hơn, cũng biết rồi. 69. Và Quýt vẫn đang có những tên cùng lờ để móc máy vào cánh rừng của game thủ N1. Một trận đấu ở nhà của rừng, một trận đấu ở nhà của N1 cũng không phải là quá đẹp. Vâng, 75/108 đóng BC. Bây giờ thì có lẽ là công việc của game thủ N1 đó là phải quản lại nhau. Game thủ Cam Quýt cầm chân của Tiễn Như Vũ để cho sẻ có thể hồi lại thì mới chuẩn được. Sẻ Tham Lai 30, Tham Lai vẫn đang bị đè khoảng 55-45 trong trận này. Tiễn Như Vũ vẫn còn đang một Tham Lai rất khủng khiếp ở trong bản đồ. Sẻ phải trốn lại hồi được một tơn thì mới có cửa. Vâng, trở lại với màn hình máy của game thủ Cam Quýt. 84/112 là Tham Lai của game thủ N1 ở thì hiện tại. Ra thêm ruộng. Chưa có phương án để công vào nhà của Tiễn Như Vũ. Chưa có phương án. Vâng, phương án duy nhất trong trận đấu này đó là sẽ người cần phải hồi. Tham Lai đang đè lên một chút thôi chúng ta. Vâng, Vũ Tham Lai có lẽ rơi, Tham Lai của N1 91, thì là Tham Lai của Tiễn Như Vũ có lẽ rơi tầm khoảng lốp 4, lốp rưỡi. Phút thứ 31 rồi. Vâng, tiền như vậy là Cam Quýt bắt đầu móc, tiếp tục móc máy với nhà của game thủ N1. Nhà của N1 không quá đẹp.
Vâng, năm lạc để lên dành cho chúng ta. Cố lên nào. Có quản lại nhà ông Quýt không? Vâng, mặt máy của game thủ chia sẻ, tham lai là 41. 2A vẫn đang bắt đều. Sẽ đang hồi lại khá chậm rãi khi mà lượng tài nguyên của chim sẻ đã không quá nhiều. Vâng, nhà của game thủ Tiễn Như Vũ các bạn có thể nhìn thấy ở trên góc 12 giờ. Đây là một trận đấu mà nhà của Tiễn Như Vũ đang là khá xấu. Vâng, tham lang để ngược trở lại đây. Chứng lại tới từ game thủ Tiễn Như Vũ, phải chăng là Tiễn Như Vũ đang là người bật bồn. Vâng, màn đánh máy của game thủ đầu 1 là đóng ca. Vâng, 105 là tham lai tới được cái thủ đấu 1. Trận này lại bị móc máy ở phía đằng sau. Hey. Vâng, có vẻ như cả hai cái thủ đều đã kích 4 rồi. Đây là xe, tham lai 51/52. Đang cố gắng khiến cho cái thủ Tiễn Như Vũ mất tay. Tiễn Như Vũ bắt được tới cung R của xe. Vâng, trở lại với máy của đấu 1, tạm lại là 97/124. Nhà như đèn pha rồi. Tuy nhiên rằng tên này không đông quân lắm của Cam Quýt đang móc máy thôi. Một lối đã móc máy của cái thủ Cam Quýt là một lối móc máy rất khó chịu. Và không biết là Tiễn Như Vũ lên 4 chưa. Vâng, lên 4 xong rồi, nhưng đầu 1 này bắt đầu sau hot. Vâng, máy có sẻ. Sẻ vẫn đang chưa bị, vâng, sẻ bị phát hiện và bị bắn tên của tên vào nhà của mình. Vâng, đây là hot của game thủ Tiễn Như Vũ. Không ổn một chút nào cả. Vâng, bị vẩy. Khả năng là bị đội bạn xích rất nhiều dần rồi. Tham lai tụt xuống chỉ còn là 3x. Có bắn chặn. Vâng, khó rồi. Như vậy là sẽ không hồi lại được. Đầu 1 tham lai 98. Đầu 1 tôi đoán rằng lên đời sẽ vươn lên 4. Sẽ chậm hơn so với game thủ Tiễn Như Vũ. Và thời điểm này khi mà không ai đụng gì vào nhà game thủ Cam Quýt, có lẽ là Cam Quýt cũng đã hồi lại. Vâng, và như vậy tỷ số được quân bình là 2-2 trong trận đấu thứ 3. Thôi, chúng ta đến với trận chung kết. Đây là một trận đấu mà đội bạn lên đời sớm hơn chúng ta quá nhiều, thua thì cũng không bình thường.